Xin chào các bạn. Trên khắp thế giới có vô số địa điểm đã từng tỏa sáng rực rỡ trong quá khứ, nhưng bây giờ chỉ còn là cái xác hoang vắng và thậm chí là một đống đổ nát. Từ những thị trấn hẻo lánh đã tồn tại hàng trăm năm, hay những biệt thự vô dụng mới được xây dựng gần đây, cho đến những hòn đảo xa xôi và không có người ở, tất cả đều ẩn chứa một câu chuyện lịch sử của riêng nó, nơi mà vết hằn thời gian đã in sâu vào từng góc cạnh. Trong khi có một số địa điểm sẽ khiến bạn phải rùng mình bởi bầu không khí ảm đạm và huyền bí, thì cũng có những khu vực lại khoác lên mình vẻ đẹp rêu phong đầy mê hoặc. Vậy đâu là những địa điểm bỏ hoang lớn nhất và được biết đến nhiều nhất trên thế giới hiện nay? Hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu trong video hôm nay nha. Lưu ý rằng các địa điểm được liệt kê dưới đây đều dựa vào cảm nhận và đánh giá của cá nhân, không liên quan đến bất kỳ bảng xếp hạng nào của các tổ chức quốc tế. Nên nếu bạn có những thông tin về những địa điểm bỏ hoang ấn tượng hơn thì hãy để lại bình luận bên dưới video để mọi người cùng được biết, và 5 phút thôi có thể ra thêm phần 2 nha. Thị trấn Varosa ở đảo Sip. Varosa là một thị trấn ven biển Địa Trung Hải. Nó có diện tích là 6,19 km² và tọa lạc ở phía đông của thành phố Famagusta thuộc Cộng hòa Sip. Nhưng trên thực tế thì nó đang nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Bắc Sip, là một quốc gia chỉ được công nhận bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Nhìn vào sự hoang vắng của Varosa ở hiện tại thì ít ai nghĩ rằng trong suốt đầu những năm 1970, nơi đây từng là một trong những khu du lịch phát triển và nổi tiếng bậc nhất thế giới. Ở giai đoạn hoàng kim ấy, Varosa tràn ngập những khu nghỉ dưỡng, khách sạn và nhà hàng cao cấp nằm bên bãi biển lộng gió. Nhờ vậy mà nó đã thu hút rất đông giới nhà giàu cùng những người nổi tiếng ghé thăm như là Elizabeth Taylor, Richard Burton và Brigitte Bardot, v.v. Theo các ước tính thời đó thì thị trấn nghỉ mát này có khoảng 25.000 cư dân sinh sống, chủ yếu là người Sip gốc Hy Lạp, cùng với đó là hơn 100 khách sạn sang trọng và có đến 700.000 lượt du khách ghé thăm mỗi năm. Ở giai đoạn năm 1970 thì đây là những con số cực kỳ ấn tượng cho một thị trấn nhỏ như Varosa. Thế nhưng tất cả đã thay đổi sau khi đảo Sip bị chia cắt bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974. Chỉ vài giờ trước khi quân đội người Sip gốc Hy Lạp và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giao chiến trên đường phố Famagusta thì toàn bộ người dân ở Varosa đã chạy trốn khỏi thị trấn vì lo sợ nơi đây sẽ diễn ra một cuộc thảm sát kinh hoàng. Kể từ đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã phong tỏa khu nghỉ dưỡng này và biến nó trở thành một thị trấn ma đúng nghĩa. Từ một nơi vốn sầm uất và náo nhiệt, Varosa bỗng chốc trở nên hoang vắng với hàng rào thép gai bao quanh. Trải qua nửa thế kỷ thì những góc phố nhộn nhịp năm xưa đã phủ đầy bụi bẩn. Hàng loạt nhà hàng, khách sạn với tầm nhìn ngoạn mục ra biển cũng dần trở nên mục nát. Ngay cả những người dân đã từng sinh sống ở đây cũng không được phép quay trở lại, mà chỉ có thể ngắm nhìn ngôi nhà của họ từ xa. Hiện nay, hàng trăm người Sip gốc Hy Lạp đã nộp đơn kiện lên Ủy ban Bất động sản của Bắc Sip để đòi bồi thường về việc bị tước đoạt nhà cửa và tài sản. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thì tình hình ở Varosa đã có nhiều khởi sắc hơn khi mà vào năm 2017, bãi biển của nó đã được mở cửa trở lại, dù chỉ cho phép người Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng, bao gồm cả người Sip Thổ Nhĩ Kỳ và công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, vào năm 2019, chính phủ Bắc Sip tuyên bố sẽ có kế hoạch tái thiết Varosa để cho người dân định cư và đón du khách tham quan. Động thái này đã vấp phải những ý kiến trái chiều từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt là sự phản đối quyết liệt từ phe đối lập là Cộng hòa Sip và Cộng hòa Hy Lạp. Bởi họ cho rằng đây là hành vi bất hợp pháp, vì lẽ ra Bắc Sip phải trao trả Varosa về lại cho những người dân đảo Sip. Đồng thời, việc mở cửa Varosa để làm du lịch cũng có nguy cơ thổi bùng lên xung đột giữa người Sip gốc Hy Lạp và người Sip gốc Thổ Nhĩ Kỳ vốn đã căng thẳng từ lâu. Bất chấp những tranh cãi ấy, thì đến tháng 10 năm 2020, một số khu vực của thị trấn đã được khai trương và mở cửa cho tất cả mọi người. Dù chưa có nhiều tiện ích và dịch vụ, nhưng tính đến tháng 1 năm 2022, đã có gần 400.000 người đến thăm Varosa. Điều đó đã chứng tỏ được sức hấp dẫn không thể xem nhẹ của một thánh địa nghỉ dưỡng đã từng gây sốt trên vùng biển Địa Trung Hải. Thị trấn Craco ở Italy. Craco là một thị trấn bỏ hoang ở tỉnh Matera, thuộc vùng Basilicata miền nam Italy. Không giống với nhiều công trình bỏ hoang khác, Craco là một khu vực vẫn còn giữ được nét quyến rũ trường tồn với thời gian. Thị trấn này có diện tích khoảng 77 km² và được xây dựng bởi người Hy Lạp vào khoảng những năm 540, trên một vách đá cao 400m nhìn thẳng ra thung lũng sông Cavon. Trong hơn 1.000 năm, nó đã liên tục phát triển và mở rộng. Dân số đã tăng từ 450 người vào năm 1277 lên đến gần 3.000 người vào năm 1561. Dưới thời Frederick II, Craco là một trung tâm quân sự quan trọng, đồng thời là nơi giam giữ các tù nhân người Lombard khi họ chống lại hoàng đế La Mã Thần Thánh. Nhưng từ năm 1799 thì nó bắt đầu bước vào giai đoạn bị tàn phá bởi nội chiến và các băng đảng cướp bóc. Khi những sự kiện này kết thúc thì Craco lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn lớn hơn, đó là các vấn đề về môi trường và địa chất. Từ năm 1892 đến năm 1922, hơn 1.300 người dân tại đây đã di cư đến Bắc Mỹ,
chủ yếu là do điều kiện đất đai nghèo nàn nên không thể canh tác được. Tiếp theo là hàng loạt các vụ lở đất với lũ lụt đã làm cho tình hình ở Krakow càng trở nên trầm trọng hơn. Sau trận động đất nghiêm trọng vào năm 1980, thì những người dân còn lại đã di chuyển để sống ở thung lũng gần đó và Krakow đã chính thức bị bỏ hoang hoàn toàn. Ngày nay nhờ vào cảnh quan ấn tượng và có phần siêu thực mà thị trấn cổ này đã trở thành trường quay của nhiều bộ phim nổi tiếng, đồng thời cũng là địa điểm tham quan hấp dẫn đối với những người yêu thích du lịch khám phá. Ngoài ra thì với những giá trị lịch sử to lớn, nên năm 2010, Krakow đã được đưa vào danh sách theo dõi của Quỹ Di tích Thế giới. Nhiều tòa nhà bên trong thị trấn này cũng sẽ được đóng cửa hoàn toàn vì lý do an toàn của khách tham quan và đề phòng những tên trộm sẽ đánh cắp các bức tượng cổ. Khu dân cư Buri Albabas ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dù mới được khởi công xây dựng vào năm 2014, nhưng khu dân cư Buri Albabas ở thị trấn Mudunu thuộc tỉnh Bolu của Thổ Nhĩ Kỳ lại đang là một trong những địa điểm bỏ hoang lớn nhất và nổi tiếng nhất tại quốc gia này. Đây là một dự án của công ty xây dựng Sarot Property Group với mục đích ban đầu là dành riêng cho giới siêu giàu trên khắp thế giới, đặc biệt là những người đến từ khu vực Trung Đông, do đây là nhóm đối tượng thường dành nhiều thời gian nghỉ dưỡng ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có khí hậu mát mẻ của Địa Trung Hải với những cảnh quan thiên nhiên ấn tượng. Ngay từ khi còn là một bản vẽ trên giấy, Buri Albabas đã gây được sự chú ý bởi lối thiết kế ấn tượng và hoành tráng. Nó bao gồm hơn 700 tòa biệt thự có kết cấu giống nhau và được đặc trưng bởi lối kiến trúc tương tự như lâu đài cổ tích Disney. Bên trong các tòa nhà này còn được trang bị nội thất sang trọng và đắt đỏ, không khác gì nơi ở của các hoàng gia. Ngoài ra thì để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của giới thượng lưu, Buri Albabas còn xây dựng một trung tâm mua sắm lộng lẫy, được lấy cảm hứng từ điện Capitol của Hoa Kỳ. Xung quanh nó là những bãi cỏ xanh mướt, các khu vườn và ao hồ trong vắt, tất cả hiện lên như một thị trấn ở xứ sở của những câu chuyện thần tiên. Nhờ các tiện ích vượt trội và sự nổi tiếng vươn tầm quốc tế, thì chỉ trong khoảng 2 năm đầu, chủ đầu tư của Buri Albabas đã nhanh chóng bán được khoảng một nửa trong số hơn 700 ngôi biệt thự đang xây dựng, với giá dao động từ 370.000 cho đến 530.000 đô la cho mỗi căn, tức là khoảng 8,5 đến hơn 12 tỷ đô la. Thế nhưng đến năm 2018, thì doanh số bán hàng của nó đã bị trì trệ do những bất ổn kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ và sự lao đao của thị trường bất động sản toàn cầu. Điều này đã kéo theo tỷ lệ lạm phát tăng cao cùng với giá trị của đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ giảm mạnh, đã khiến cho công ty quản lý dự án không thể thực hiện được các khoản vay tiếp theo và dẫn đến việc phải tạm dừng thi công. Tính đến năm 2019, thì Buri Albabas đã tiêu tốn một số tiền khổng lồ lên tới 200 triệu đô la dù mới chỉ xây dựng được khoảng một nửa và trong đó có rất ít ngôi nhà đến giai đoạn tạo cảnh quan. Hiện chưa rõ tương lai của nó sẽ đi về đâu, nhưng do bị bỏ hoang nên các bức tường trắng của tòa nhà đã bắt đầu loang lổ những vết bụi bẩn. Và thay vì trở thành khu nghỉ dưỡng đẳng cấp phục vụ các doanh nhân giàu có trên thế giới, thì giờ đây Buri Albabas lại miễn cưỡng nằm trong top những dự án bỏ hoang lớn nhất thế giới, đồng thời là điểm đến phổ biến của những người yêu thích săn ma. Thị trấn Kolmanskop ở Namibia. Cách đây khoảng 100 năm, thị trấn Kolmanskop trên sa mạc Namibia từng là khu vực phát triển rất thịnh vượng, nhưng hiện tại nó đã trở thành một nơi bị bỏ hoang và đang dần chìm xuống lớp cát của sa mạc. Để lý giải cho sự lụi tàn này, chúng ta sẽ quay về quá khứ để tìm hiểu về lịch sử của Kolmanskop. Trước những năm 1900 thì nơi đây vẫn còn khá hoang vắng và chỉ có một số người bản địa sinh sống. Nhưng sau khi một người công nhân đào mỏ phát hiện ra kim cương vào năm 1908 thì hàng trăm thợ săn kim cương khác đến từ Đức đã tập trung về Kolmanskop để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Điều đó đã biến một vùng đất hẻo lánh bỗng trở nên sôi động và ngày càng phát triển hơn. Họ đã định cư ở đây và xây dựng một thị trấn theo phong cách kiến trúc đặc trưng của nước Đức với đầy đủ các tiện nghi bao gồm bệnh viện, trường học, nhà máy điện, nhà hát, nhà thi đấu và sòng bạc, vân vân. Tuy nhiên do việc khai thác quá ồ ạt nên chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm, nguồn kim cương ở Kolmanskop đã nhanh chóng bị cạn kiệt. Cùng với việc phát hiện ra một mỏ kim cương khổng lồ khác ở cách Kolmanskop khoảng 270 km về phía nam đã khiến người dân tại thị trấn này bỏ lại nhà cửa để tiếp tục cuộc chạy đua làm giàu. Tới năm 1956 thì cư dân cuối cùng cũng đã rời đi và Kolmanskop đã chính thức trở thành một địa điểm bị bỏ hoang. Nhiều thập kỷ sau đó, các ngôi nhà ở đây đã bị cát xâm lấn, tạo nên một khung cảnh hoang tàn và đổ nát. Giờ đây thị trấn này đang được điều hành bởi công ty thương mại kim cương Namibia, là một liên doanh giữa Cộng hòa Namibia và tập đoàn De Beers của Anh chuyên về lĩnh vực khai thác kim cương. Khách du lịch hoàn toàn có thể tham quan thị trấn này nhưng cần phải thông qua công ty lữ hành để xin giấy phép. Ước tính mỗi năm, nó thu hút khoảng 350.000 lượt khách ghé thăm và con số này vẫn đang tăng dần theo thời gian bởi rất nhiều người muốn ngắm nhìn đống đổ nát ấn tượng của Kolmanskop trước khi nó bị biến mất hoàn toàn dưới lớp cát của sa mạc. Thị
Thị trấn Pyramiden ở Na Uy. Pyramiden là một khu định cư khai thác mỏ của Liên Xô bị bỏ hoang trên quần đảo Svalbard của Na Uy. Nó được thành lập bởi người Thụy Điển vào năm 1910, sau đó được bán lại cho Liên Xô vào năm 1927 với hoạt động chính là khai thác than đá. Trong khoảng thời gian từ năm 1960 cho đến năm 1980, khu vực này đã dần hình thành nên một cộng đồng người Nga với hơn 1.200 người. Cùng với đó là hàng triệu tấn than đã được khai thác từ các mỏ tại đây để vận chuyển về Nga. Thế nhưng đến tháng 3 năm 1998 thì Pyramiden đã bị đóng cửa do ảnh hưởng từ sự sụp đổ của Liên Xô, dẫn đến việc thiếu hụt kinh phí để duy trì các hoạt động của thị trấn. Hơn nữa thì việc khai thác than cũng không còn hiệu quả như ban đầu vì trữ lượng ở đây đã có sự suy giảm đáng kể. Thế nhưng khác với thị trấn Komaskop ở Namibia, nơi đang dần bị thời gian bào mòn, thì Pyramiden lại gần như giữ nguyên được hiện trạng ban đầu. Thậm chí là ở bên trong các tòa nhà, đồ đạc vẫn được xếp gọn gàng và ngăn nắp. Một số nhiếp ảnh gia khi đến đây còn không thể tin vào những gì họ đang chứng kiến, bởi gần như chẳng có gì bị phá hủy cả. Đặc biệt là Pyramiden còn được chọn là nơi tổ chức liên hoan phim Bắc Cực của thế giới, diễn ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2019, nhân kỷ niệm 100 năm ngành điện ảnh của Liên Xô. Hiện nay thì nó vẫn do một công ty của Liên bang Nga trực tiếp quản lý và người ta cũng cho rằng nơi này sẽ sớm được định cư trở lại vì Nga đang đẩy mạnh phát triển du lịch cũng như nghiên cứu khoa học ở đây. Làng chài Hậu Đầu Loan ở Trung Quốc. Nằm trên đảo Thặng Sơn thuộc quần đảo Thặng Tứ của thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngôi làng bỏ hoang Hậu Đầu Loan hiện đã trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp tựa như trong truyện cổ tích. Ít ai biết rằng, Hậu Đầu Loan đã từng là một làng chài giàu có với hơn 3.000 cư dân sinh sống trong những năm 1980. Vị trí xa xôi và khó tiếp cận nên cư dân trong làng bắt đầu chuyển đi vào những năm 1990. Đến năm 2002, do sự suy giảm dân số đã khiến nơi đây phải sáp nhập vào một ngôi làng gần đó và hiện nay nó chỉ còn những căn nhà bỏ hoang bị phủ xanh bởi cây leo tươi tốt. Tưởng như sẽ chìm trong quên lãng với khung cảnh rùng rợn và đổ nát, nhưng bất ngờ kỳ tích xảy ra vào năm 2015 khi Hậu Đầu Loan trở nên nổi tiếng trong cộng đồng mạng Trung Quốc và thế giới bởi hàng loạt bức ảnh hệt như những bộ phim hoạt hình được lan truyền rộng rãi. Tại đây mỗi bức tường, mỗi cửa sổ hay một mái nhà rêu phong đều được phủ xanh bởi cây cối và dây leo. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh siêu thực và huyền ảo giữa biển trời mênh mông. Sau hơn 2 năm lên kế hoạch, Hậu Đầu Loan bắt đầu được chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút du khách và phát triển du lịch. Ngoài việc ngắm những ngôi nhà hoang được phủ xanh, thì du khách cũng có thể tìm đến bờ biển để hóng gió và đi dạo. Tại đây không có hoạt động vui chơi giải trí, chính vì vậy du lịch Hậu Đầu Loan sẽ phù hợp với những du khách yêu thiên nhiên, thích sự yên tĩnh và muốn được cảm nhận không khí trong lành. Mỗi du khách sẽ phải bỏ ra $8 để khám phá và đi bộ ngắm cảnh trong ngôi làng. Nếu muốn quan sát Hậu Đầu Loan từ trên cao thì sẽ phải mất thêm $3 để lên một đài quan sát mới được xây dựng. Mặc dù giá vé khá cao, nhưng đài quan sát chính là địa điểm lý tưởng để du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ ngôi làng cũng như bờ biển liền kề. Hậu Đầu Loan chính là một minh chứng cho sự chiến thắng của thiên nhiên trước nền văn minh con người, đồng thời nó cũng đại diện cho xu hướng di cư hiện nay của người dân Trung Quốc. Đó cũng là lý do mà các thành phố lớn ở đất nước này luôn trong tình trạng quá tải vì đang phải tiếp nhận ngày càng nhiều cư dân đến từ các khu vực ở vùng nông thôn. Thị trấn ma Plymouth ở Montserrat. Plymouth là thủ đô hợp pháp của Montserrat, là lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh ở Caribe. Trong khi thủ đô trên thực tế của vùng lãnh thổ này là Brades và thủ đô tương lai đang được xây dựng của nó là Little Bay. Điều đặc biệt của Plymouth hiện nay là sự hoang vắng không một bóng người, mặc dù trong quá khứ nó đã từng là một khu vực thịnh vượng với hơn 4.000 cư dân sinh sống. Nguyên nhân là từ năm 1995, nơi đây đã phải gánh chịu hàng loạt các vụ phun trào lớn diễn ra tại núi lửa Soufriere Hills, vốn đã không hoạt động trong nhiều thế kỷ. Sự thức giấc của ngọn núi lửa này đã tạo ra các dòng nham thạch và tro bụi, bao phủ một khu vực rộng lớn ở phía nam Montserrat, đặc biệt là thủ đô Plymouth. Từ tháng 7 năm 1995 cho đến tháng 4 năm 1996, người dân ở thị trấn này đã phải sơ tán đến 3 lần vì các hoạt động mạnh mẽ của núi lửa. Sau đó, cư dân đã quay trở lại với hy vọng sẽ được tiếp tục sống bình thường ở Plymouth. Nhưng chưa được bao lâu thì vào ngày 25 tháng 6 năm 1997, Soufriere Hills lại có một vụ phun trào lớn hơn khiến 19 người thiệt mạng. Đến tháng 8 năm 1997, dung nham của nó đã phá hủy khoảng 80% thị trấn và hàng loạt ngôi nhà đã bị chôn vùi dưới lớp tro dày đặc. Trước tình hình đó, chính phủ Montserrat đã ra lệnh sơ tán người dân, đồng thời phong tỏa toàn bộ khu vực Plymouth và cho đến nay thì nó được coi là thủ đô duy nhất của một lãnh thổ tự trị trên thế giới đã bị bỏ hoang hoàn toàn. Vào năm 1998, thì các tòa nhà chính phủ của Montserrat đã được xây dựng tại thủ đô tạm thời là Brades.
và một thủ đô mới được đặt tại Little Bay trên bờ biển phía tây bắc của Montserrat cũng chính thức được xây dựng từ năm 2019. Mặc dù hiện tại núi lửa Sulfur Hills đã ngừng phun trào kể từ năm 2010, nhưng người dân vẫn không dám quay trở lại nơi này để sinh sống bởi họ không biết trước khi nào nó sẽ tiếp tục thức giấc. Nhiều người cũng cho rằng đất đai ở đây đã bị tàn phá và sẽ không thể canh tác được bởi sức nóng dữ dội của dòng chảy nham thạch. Đảo Hashima ở Nhật Bản. Đảo Hashima thường được gọi là đảo chiến hạm, là một hòn đảo nhỏ bị bỏ hoang ngoài khơi tỉnh Nagasaki với diện tích là 6,3 hectare. Những vết tích đổ nát, những ký ức đau thương và sự u ám của hiện tại đã khiến cho hòn đảo này được biết đến với biệt danh là hòn đảo địa ngục hay hòn đảo ma ám. Quay ngược thời gian về những năm 1890 thì nơi đây từng là thánh địa khai thác than trên biển và là biểu tượng cho sự công nghiệp hóa nhanh chóng của Nhật Bản. Nhưng hòn đảo này cũng là một lời nhắc nhở về tội ác chiến tranh của Nhật Bản khi nó được sử dụng như một địa điểm lao động cưỡng bức trước và trong Thế chiến thứ hai. Mitsubishi đã mua hòn đảo này vào năm 1890 và bắt đầu khai thác than từ các mỏ dưới biển. Có thời điểm đây là một trong những khu vực đông đúc nhất thế giới, khi nó có hơn 5.000 thợ mỏ cùng gia đình sinh sống và họ thường xuyên phải làm việc ở độ sâu 660 mét bên dưới. Bắt đầu từ những năm 1930 và cho đến khi hết Thế chiến thứ hai, các quân nhân Hàn Quốc và tù nhân chiến tranh Trung Quốc đã bị đối xử tàn bạo và buộc phải làm việc trong điều kiện rất khắc nghiệt tại các cơ sở của Mitsubishi như những người lao động cưỡng bức. Trong thời gian này, ước tính có khoảng 1.300 người lao động đã thiệt mạng ở Hashima do tai nạn dưới hầm, kiệt sức và suy dinh dưỡng. Nhưng khi trữ lượng than bắt đầu cạn kiệt và những năng lượng khác bắt đầu thay thế than, thì hòn đảo này cũng buộc phải đóng cửa và những người sinh sống tại đây cũng rời đi. Sau đó thì đảo Hashima đã bị bỏ hoang trong gần 3 thập kỷ và trở nên hoang tàn đổ nát. Nó đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim Đảo Địa Ngục do Hàn Quốc sản xuất năm 2017, đưa nơi đây trở thành địa danh ma ám nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Từ năm 2005, chính quyền thành phố Nagasaki đã thực hiện cải tạo và khôi phục một số khu vực trên đảo Hashima nhằm khai thác du lịch. Vào tháng 7 năm 2015, UNESCO chính thức công nhận đảo chiến hạm là một di sản văn hóa thế giới. Đó là sự ghi nhận xứng đáng cho một địa điểm gắn với lịch sử thời đại công nghiệp và sản xuất, nhưng cũng chứa đựng đầy dẫy tội ác của chiến tranh. Và đó là 8 địa điểm bỏ hoang được biết đến nhiều nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.